Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Này thời tới mọi người, đặt bẫy mà bị chủ đất lấy nước vô, ngập lút luôn mọi người. Nước không à, thiệt tình luôn. Rồi khai trương cái đầu tiên, ông nội ốc ma nữa. Thứ hai, nước nôi không luôn rồi. Vậy là ngập bẫy hết lớp dưới rồi mọi người ơi. Bữa nay đặt cho vui chứ thất bại rồi. Đây, đây là cái vỏ của mình đây. Chết luôn. Rồi vậy nó ngập vậy là chỗ nó không đi vậy mọi người. Ừ, qua khu queo ngon quá. Đêm hôm chủ đất vô lấy nước rồi. Một em đầu tiên mọi người ơi, nằm trên bờ mới dính nè. Gần 20 cái bẫy nước ngập ráo luôn mấy cái đường mương. Nhờ cái này gốc chanh khô mà mới có đường con. Này là tiền xăng không đủ nữa nha mọi người. Lâu lâu cái bị xui lần ha. À, mọi người đó, ngập cái bẫy ngập lúc vậy đó, nước không luôn. Sao đây? Ngập ra mấy đường nha mọi người, bên đâu đi đâu. Đám này ngon, đám này nếu không bị nước là đi dữ lắm á. Trời trời, nhìn đường con. Ngập lên khúc hên cũng còn dính được mọi người. Cái ăn với hai con cũng mừng đi. Ước hình nữa cái bẫy. À dính mọi người ơi. Trời ơi hên vậy. Nước ngập còn dính được con chuột cống chứ. Trời ơi hên quá mọi người ơi. Ôi dồi ôi. Ồ nó bự không nổi mẹ ơi. Hên quá mọi người ơi. Nãy con cái ngập mất cái bẫy mà mình dính chuột giống mọi người, chết luôn. Ngập không thấy cái bẫy luôn, ai nhà mò xuống thì dính được con. Đó chắc dính đầu hơn mọi người. Rồi hên quá được em chuột cống. Cột lại mọi người. Bạn ở đây khi lật nó chạy ra mọi người, chứ có cái phen này là nó cũng không sảy. Nhưng khi lật ngược nó xúc cái phen ra, trời bự đã quá. Rồi có em này ăn ủi được rồi mọi người ơi. Rồi, sập rồi ra. Trời ơi, chuột cống nữa nè, trời đất ơi. Ôi, ăn ủi được cá trên bờ mọi người ơi. Đã quá. Trời ơi, gỡ vốn là được. Hú hồn nhỏ. Để cột cái miệng lại nha mọi người. Thì ra là chủ đất lấy nước sẽ thuốc mọi người ơi, chủ đất vô tới. À, dính rồi, dính chuột cống nữa hay gì á. À cống nữa. Trời ơi hên. Đi phút cuối cũng còn hên mọi người ơi. Cứ nó ngập lúc hết rồi rau tiêu rồi chứ. Rồi đây cái nữa. Đây cái cuối cùng nha mọi người. Cái cuối cùng hên xui đây. Sao lại dính một em chuột cơm. Cái cuối cùng được không con? Rồi kết quả ngày hôm nay nha mọi người. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em. Chiếc em nằm trong cái bẫy bị nước ngập chết rồi. Đã kìa mọi người. Vớt vát được 20 cống bự quá.
Đại ghê mọi người. Trần dần luôn. Hai em khủng. Đại ghê. Rồi xin tạm biệt mọi người nha. Xem video hãy cho một like và đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.